của Levi thì anh ta đang nhanh hơn tương đối so với lại điên cây để xuống cánh dưới, bởi vì anh ta bỏ qua bãi người đá. Đó là sự khác biệt rất lớn giữa hai người rừng ở trong khoảng thời gian ban đầu này. Levi rất muốn xuống đường dưới nhanh để có thể giải tỏa áp lực mà Style và Bia đang phải nhận, và anh ta sẽ đi xuống khu vực đường dưới mà không qua một con mắt nào cả. SBTC rất hay của Bia khi mà Celeste đã tốc biến, xạ thủ của SBTC gục ngã dưới họng súng của Style, và họ chưa dừng lại ở đây. Pilot là người đang cố gắng chạy và ta lùi lại được, và anh ta cũng không ngại lắm việc bị đối phương tấn công ở thời điểm đó, thậm chí vẫn giữ tốc biến. Levi thì đang rất là năng nổ trong những tình huống di chuyển ban đầu, nhưng anh ta đang ở trong rừng của đối phương, và góc về của Levi thì đang bị ba lét địa chặn khá là nhiều. Levi vẫn còn tốc biến, ta quyết định đột kích bằng giá vào thẳng người của địa. Ta đang bị giữ chân lại, cú đấm bùng nổ, thủy ngục tung vào, và Levi có thể sẽ phải trả giá với bàn tay rất ẩu này. Đó là mạng cho DNK, mà hai người cầm dịch chuyển thì đều đang ở nửa trên của bản đồ. Thấy tóc chưa đẹp lắm. Đang tập trung, Gam đẩy được lính ở đường giữa một cách hiệu quả hơn. Địa một sẽ là người di chuyển sau. Anh ta cầm cho mình dịch chuyển, mặc dù có sách phép nhưng vẫn là dịch chuyển chứ không phải là bất kỳ là một phép hỗ trợ thiên về đánh nhau nào cả. Còn trong khi đó thì KT bên kia có thanh tẩy sẽ là an toàn hơn. KT chặn hậu, sứ giả đã được kích hoạt. Emperor đang tìm kiếm với một góc khá khó chịu. Địa lòn ra bên phải, Emperor bên trái, một thế kẹp càng cua. 3700 máu là sứ giả, và liên tiếp tìm tầm nhìn đến từ Style với những cái cú mà quá tải. Cái gì vậy? Sổ sao đĩa nó đi sâu quá vậy? Cao thế quan tưởng của mình. Rồi đó là on của Kiaya hút về phía Palace. Ủa sao đĩa đi xa vậy? Palace mà là công ty của DNK. DNK chưa làm được gì. Rồi thôi, tan dở anh em ơi. Nhưng thanh trừng này ít sát thương quá. Double kill cho lợn của Levi. Một tín hiệu không phải là quá mắc mình, nhưng là thắng do thành dành cho Gam Esports. Nó là một thắng lợi hoàn toàn và hủy diệt của Gam Esports trong pha giao tranh giành mục tiêu. Họ có cả mục tiêu lẫn một pha giao tranh thành công. Nát rồi. Quá là xa lên phía trên, và khi mà Gam ăn xong sứ giả, họ bật ngược về phía sông đường giữa, và địa ở quá xa đồng đội của mình. KT đã có pha tốc biến rất bất ngờ. SBT muốn tấn công vào KT nhưng mà anh ta vẫn có khá nhiều đồng đội để hỗ trợ, nhưng Emperor vẫn đang lao vào. KT bấm cho mình đồng hồ, đội hình của Gam đang muốn chơi. Trời ơi, đi bộ về được một bên phía bên BTC không sẽ lép một cái xong rồi xong đi luôn, và con đường băng giá này giúp cho địa thấy còn hit vậy chết rồi. Con đường rất tăm tối bởi vì địa đang ở trong phần sân, thấy còn đúng hit sống được thôi chịu. Đang vây lấy địa, và địa không tốc biến, không con đường băng giá. Anh ta đã bị dính đục kích băng giá, dính thêm một tình huống giữ chân nữa, không thể kích hoạt con đường băng giá lần hai. Anh ta bỗng đồng hồ, và phần còn lại sẽ đang chạy tới, đó là DNK giúp hay điểm được thanh niên xa đủ của đối phương là sai, và giúp cho đồng đội của mình có thể chết nhưng vẫn nhắm mắt. Và cái việc đầu tiên của giờ là đánh nhau. Giây lần này hút chúng ba người, nó không mang yếu tố có thể hạ gục được, nhưng nó cầm chân các thành viên. Giờ lúc này đội hình Gam mạnh vãi. Địa đã gục trong một bối cảnh anh ta hoàn toàn quá. Còn lại gặp đến phía FPTC Esports. Một pha thi đấu có phần chắc là đi lạc để bị bắt lẻ đến từ chị. Đây rồi anh em ơi. Và cái giá phải trả là nguyên cả một con rồng để tìm một cái gì cái pha tóc biến ngang cái bỏ neo ngay trong đầu game. Sự tan dở hiện hữu. Nên đâu đó trận đấu này thì làm trận đấu không ngoại lệ. Và nếu như Style mắc lỗi thì rất dễ là Vi, rất dễ là Akali có thể khai thác được. Rồi Vi đi. Điều đang mắc lỗi không phải là bên phía của Style, mà lại là DNK chết trong một cái bối cảnh mà anh ta gần như không kịp làm gì cả, chỉ kịp tung chiêu cuối. Tất nhiên là không có đam luôn, không có một miếng đam nào luôn, như là một cái sóng thần mang dở rồi toàn dịu mà thôi. Double kill cho Style, lần này mọi thứ căng thẳng hơn rất nhiều, dở chặn rồi. Vẻ như là ván đấu thứ ba đang lấy rất nhiều tinh thần của SBTC, và họ đang liên tục mắc những lỗi rất là nặng. Họ khá là may mắn trong khoảng thời gian ban đầu khi rất là nhiều mạng hạ gục rơi vào tay con Seoni của Levi, 4 mạng rơi vào tay của Levi, nhưng trong tình huống vừa rồi thì xạ thủ của Gam Style lại có được thêm 2 mạng nữa, và họ đang ăn Baron ngay khi nó vừa có mặt ở trên bản đồ. Đây có thể là cơ hội cuối cùng dành cho bên phía của SBTC, nhưng họ không có trừng phạt ở đây, họ không cướp được Baron. Ember lao vào như tự sát, phần còn lại SBTC bắn ở phía bên ngoài, đang cố gắng chờ đồng đội của mình tới. Ember truy đuổi theo Style và ta đã dứt điểm được Style. Celeb đang lao tới ép được BA tốc biến, nhưng vẫn có Baron dành cho Gam, và họ đang giữ chân lại Ember. Liệu Celeb có bắn được hay không? Anh ta đứng bên phía Wiki bức tường, anh ta đang bắn nhưng không đủ sát thương. Đội hình của Gam vẫn về được sau khi họ lượm Ember. SBTC rất cần một pha giao tranh thắng lợi ở ngay thời điểm này, khi mà thời gian không còn đứng bên phía của họ nữa. Địa đang có một pha đi vòng rất là xa Ember. Đây là tình huống dịch chuyển khiến Ember đứng giữa đội hình của Gam, và ta đang cố gắng câu giờ bằng cái W của mình. Tạm thời Ember thoát đây, nhưng bị giữ chân lại bởi KT và xong rồi. Mất người trước pha giao tranh, Style nhảy thẳng vào đầu của Địa. Anh ta không ngại cái hầm bộ hàng băng, anh ta có thanh tẩy, và Địa là người nằm xuống trên người. À, dở chặn rồi. SBTC tôi nghĩ chắc là đi rồi. Đi rồi. Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với quan điểm vừa rồi, và bây giờ chỉ còn một mình DNK đang cố gắng le ve ở đằng sau mà thôi. Và thậm chí đôi khi còn không thoát được, cần phải né được cái xung điện.
Và vừa nói khỏi mồm xong thì anh ta phải mất tốc biến để né được xung điện của đối phương. Và cái cú đấm này là cú đấm về cái nơi mà nhà của địch chứ không phải là nhà của anh ta. KT thì không còn chiêu cuối. Thông nổ này thì đưa ngay đối phương ra trước mặt của KT. Nhưng tôi nghĩ rằng anh ta cũng chẳng quan trọng lắm việc có giết được đối phương hay không mà thôi. Quan trọng là bây giờ thì linh hồn dòng lửa đã có cho 5 thành viên của Gaming Sport rồi. Chạy. Về cái sự xuất sắc của Levi nhiều hơn, cái cách mà anh ta kiểm soát vòng rừng và cách mà anh ta vô hiệu hóa Lucian Nami của Celeb trong khoảng thời gian ban đầu là một cái gì đó rất là nghệ thuật. Thôi nãy cái câu hỏi mà anh An đặt ra rất là chính xác, tại sao Levi bỏ nhiều thời gian như vậy ở khu vực đường dưới mà anh ta chẳng hề thua kém về chỉ số quái rừng, thậm chí ở một cái ngưỡng mà anh ta còn hơn chỉ số quái rừng so với lại DNK. Mà không chỉ là cam đường dưới, Levi còn ăn cả rồng 1, rồng 2, rồng 3, rồng 4, sứ giả 1, sứ giả 2, 4. Đúng rồi. Thì đây Mỹ đo thì anh ta tài trợ cũng được em ơi. Đội hơn Mỹ New York cơ. Mà đánh con Sejuani này chúng ta không nói về kỹ năng, tạm thời không nói về kỹ năng. Tôi nghĩ là nó là cái sự kinh nghiệm từ người chơi. Rồi, hãy đi cả. Đánh nhau nổ ra và ngay lập tức Ngoài có mạng được DNK và không biết lần thứ bao nhiêu DNK bắt sai lầm trong trận đấu này rồi. Địa cũng thiếu máu, có hầm mộ và sau đó thì nó đã chôn vùi địa và chôn vùi cả 4 thành viên của bên phía SE thì đúng hơn, và thành viên thứ 5 là Palen cũng đi bụng luôn sau một cú thủy ngục đầy rượu vợi. Đây sẽ là chiếc dành cho đội trưởng Levi và đó là ván thắng thứ 3 trong cặp. Bất cái đội hình Oni mà đầu game thua rồi chết rồi. Kỳ một cái gì để ngăn cản họ nữa rồi. Có chăng là sự hồi sinh của chủ nhật này đánh nữa hả trời ơi. Thế nào mà cho tôi nghĩ ngơi như thế nào. Mình không có style thì mình không có đủ đam là gam. Chính xác. Rút lui. Bên phía của FBC làm được một điều tích cực, nếu như vừa rồi mà họ không dứt điểm được style thì là xong game luôn rồi. Tập BO5 sẽ chấm dứt. Tin buồn cho FBC là họ có tới được Baron thì đội hình của Gam cũng sẽ tới đúng lúc đó luôn. Khó quá rồi. Để thể quay trở lại với cuộc hàng Baron. DNK là một lần nữa đứng cao và nằm xuống đầu tiên. Tôi không nghĩ rằng là họ có thể kịp để ép hay là áp lực của hàng Baron. Tốc độ ăn của những cái con tướng đang có dấu hiệu đánh nhau nữa ra ở trước cửa hàng Baron và đúng như thế anh có nói cho tin Gam đến giờ vẫn bắn không vô máu kia da luôn á, đánh không vô máu kia da luôn á, bắn thêm cả người đồng đội DNK cũng vậy, đấm bụng nổ đi ngang qua hàng giờ kia da nó như quái vật. Ai quan tâm đến một con vi còn quá ít máu như thế kia nữa. Gam chỉ nghĩ rằng là mình cần phải có tên ở trong trận chung kết và mình cần phải có một rồi, thua. Chân đặt vào cái vé đến chung kết thế giới mà thôi, và họ đến với hai chú bảo vệ nhà chính. Họ vẫn thiếu xạ thủ, FBTC vẫn vô hiệu hóa được style trong pha giao tranh, nhưng vấn đề là bây giờ với đợt lính tràn vào khu vực đường giữa và việc mà FBTC chỉ còn lại một mình DNK, anh ta quá yếu đuối để có thể ngăn chặn 4 thành viên còn lại của Gam, trụ bảo vệ nhà chính đầu tiên. Anh em đi, quá đủ rồi. Khi cản họ phá hủy trụ bảo vệ nhà chính thứ hai và cả ván đấu cộng với cặp BO5 này đã thuộc về Gam Esports với tỷ số là 3-1. Tướng nhắn thua. May mắn thể hiện của FBTC Esports cũng 6-22 chẳng qua là họ đen một phần ở trong trận đấu thứ 3 bị bẻ gãy về mặt tâm lý khi mà một cái thế trận nó khiến cho chúng ta bất ngờ hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà thôi.